Vâng, em xin chào bác Quang nhé. Bác này có đôi số thoại là 7169 đồi Ngô Lục Lam Bắc Giang nhé. Mặc kệ đã chốt cái cặp Sony của mã đây là 373 nhé. Đây, đây của bác này nhé. Thì ở đây em sẽ đấu này. Loa này là em đấu trước này. Đấy, tức là cái loa bên tay phải này nhé. Con này mã là 129 này, em sẽ test trước này. Đấy. Và cái mã này thì em sẽ để trầu một giây này, tức là để hở này. Đấy. Tí xong từng trước một em sẽ đấu trước này vào và rút trước này ra nha. Đây hiện tại là đang đấu loa là trước này 2 giây vào này đây nhá. Đấy, còn loa này sẽ để chờ nhá, test từng loa một. Đây loa này test trước này. Đây là chỉnh bass này, test volume này, em điều chỉnh đâu thì anh nhìn về luôn cho em nhá. Theo sóng vàng các lời bát vào trước này, tép về không này, còn gì nữa, biển dâu đã bao đổi dời, về phương nam ngắm sóng ngắm người, thương những đời như lục bình trôi. Miền Tây quê hương ai về anh tiếp tục và đưa bát về không nào. Long An chờ đào tép lên này, Tiền Giang Mỹ Tho cánh bè và công Tân Phước, Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn, đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh Trà Cú đón chào mời nhau bánh tét, Sa Đéc sang nơi yêu dấu khắp người Tràm Chiên, ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nỗi vui đôi bờ sông Hậu Giang, sau cú trăng đón chờ nghe lời sao cô nàng mang bánh ngon mua giùm em. Dân hương cầu mong gia đạo bình an. Ok bác nhá, vậy là xong một trước, bây giờ em sẽ đấu trước còn lại nhá. Đây, em sẽ tháo ở trước ra luôn này. Đấy, một trước xong nhá. Ba tép lên rất là hay, những cái dòng này tiếng nó sáng lắm. Trước con này này. Được, vâng, đây thì bên test tiếp trước này này. Ba test sẽ đưa về cân bằng trở lại này. Dòng cô về thơm mặn đắng. Bát vào trước này. Trong đọc kia bà. Test về không này. 13 tháng 4. Đi lấy dân hương cầu mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dòng thuyền biết cứ an yên, chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất gò qua, Cà Mau mình yêu cuối trời u minh sớm muối,
Ngọc Hiền rất tạo cho nhớ thương nhiều cả mau. Ruộng xanh tốt tươi bao đời nỗi ta cũng lớn. Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Ruộng xanh tốt tươi bao đời nỗi ta cũng lớn. Giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Đấy là tiếng tép nhá. Tiếp tục em đưa tép về bát về không này. Tép lên này. Đấy. Vừa rồi là tép bát về tép nhá. Xong cho bác bát tép là từng chữ một đấy, bát tép này, bát tép từng chữ một nhá, đấy, phải test từng giây một. Vừa rồi thì là test xong rồi các bác nhá, đấy, tiếng lên bình thường. Đấy, thì về bác đầu lối thì nhớ các cái đầu dây bác vo cho nó cẩn thận nhá, để cho nó khi mình cắm vào nó không bị các cái sợi tóc nó thò ra ngoài, nó gây chập cháy nhá. Vâng, cảm ơn bác đã tin tưởng đặt cái sản phẩm với em nhá. Xin chào bác và chào các bác nhá.